Trong tầm nhìn của bóng đá, như một dấu hiệu đầy ý nghĩa, Xuân Tiến từ câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã không ngừng tỏa sáng trong giai đoạn cuối của V-League 2023, trước khi giải đấu U23 Đông Nam Á 2023 sắp diễn ra. Từ tháng 7, anh đã ghi 3 bàn thắng vào lưới các đội Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Điều đáng chú ý, cầu thủ sinh năm 2003 này đã có được thành tích ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Với tổng thời gian thi đấu lên đến 1.757 phút, Xuân Tiến chính là người chơi giàu kinh nghiệm nhất ở V-League 2023 trong danh sách đội tuyển U23 Đông Nam Á 2023. Phong độ và kinh nghiệm đã giúp anh được coi là một phần quan trọng trong hàng công của U23 Việt Nam. Mặc dù đã phải vượt qua thời kỳ chấn thương và gặp khá nhiều khó khăn, Xuân Tiến không ngừng thể hiện khao khát và tài năng của mình. Anh đã chơi rất ấn tượng khi ra mắt ở giải U23 Đông Nam Á trước đó một năm. Dù gặp vấn đề về tiêu hóa, anh vẫn tỏa sáng với một cú chi vela thành bàn giúp U23 Việt Nam đánh bại Singapore với tỷ số 7-0. Tuy nhiên, anh đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khiến anh phải ngồi ngoài trong phần còn lại của giải U23 Đông Nam Á. Sau giải đấu này, Xuân Tiến đã nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và thi đấu khá nhiều ở V-League 2022. Với 16 trận ra sân, trong đó có 12 lần đá chính, Xuân Tiến đã chứng minh sự tiến bộ và khát khao vươn lên. Với sự chơi đầy thăng hoa, Xuân Tiến đóng góp quan trọng cho thành công của U21 Sông Lam Nghệ An tại giải U21 quốc gia cuối năm 2022. Ghi được 3 bàn và 1 đường kiến tạo trong 3 trận đầu của vòng bảng, anh đã giúp đội U21 Sông Lam Nghệ An tiến vào vòng trong.